đậm đà hương vị Việt. Hôm qua làm em bị chao đảo ấy. Em nhìn với góc nhìn của khán giả là em rất là thích. Em mà thích gu trầm buồn, đúng rồi, yêu hát nội tâm. Wow. Nhìn em vậy thôi, em gọi là sâu lắng lắm. Thế hả? Sâu lắng lắm. Nó bảo là hôm qua đúng rồi cạnh em, nó bảo chứ em á, trông năng lượng thế thôi, thực ra em vẫn mơ ước em được hát một bài buồn, thật là buồn. Phước không có muốn diễn performance trình diễn giống như là kịch nữa, tại vì nó là team vocal. Em thích team vocal. Tham vọng là team vocal. Cho nên là đó lý do em về cho chị Thu Phương. Là chị Thu Phương, em chỉ biết là giọng trầm hay không trầm thôi. Chị Mỹ Linh cũng là team vocal. Không biết là chị Mỹ Linh là giọng cao. Em tìm một cái người mà người ta hiểu cái trầm giống em á. Tại vì không biết cái trầm mình là trầm nào. Hiểu cái nốt trầm trong em đúng không? Em là trầm mặt. Trầm mặt. Em là trầm tư. Trầm trọng luôn không? Trầm trọng. Trầm trọng. Trầm trọng lắm à. Cái melody của bài chị Phương rất là chắc chắc luôn. Vâng. Không, bài ngày hôm qua bài của hai chị đã đều kinh cả khủng. Cả bài của chị Linh cũng đã đều đầy kỹ thuật. Mà tại sao đến cái tầm mà gần sáng như thế mà rồi các chị vẫn như thế? Có thể hai nốt thôi rồi. Chị Linh hay em tưởng nhai đầu á. Thực sự ấy là khi các chị đẹp về trong nhà chung với nhau ấy, nhiều chuyện để nói quá, thế à? Bao nhiêu điều tâm sự chia sẻ, thế là nói chung cũng không ngủ được, mà chị cũng suy nghĩ quá nhiều về cái... Chị có ghi lại không? Chị ghi trong đầu tất cả. Bây giờ lần sau chị phải ghi sổ tay hoặc là chị thu lại, chị chuyển file cho em. em tự chiêm nghiệm chứ. Nhưng mà tóm lại sao, em thấy thế nào? Em nói thật là lúc đầu ấy, khi mà em mới nhận tham gia chương trình này, em cũng hơi có tí lo ấy. Thì vì em sợ là ui không biết là làm sao mà kiếm ra được 28 chị nữa, mà mỗi người lại vẫn phải có một cái màu sắc. Xong rồi lại mùa 2 không biết là cái năng lượng nó có còn được như mùa 1 hay không. Nhưng mà sau hôm qua em xem xong cái vòng solo, kiểu hơi có tí thở phào ấy. Mình yên tâm rằng là mình đã có trong cái mùa 2 này rất là nhiều tài năng và có nhiều sự khác biệt để mà có thể màu sắc. Em là thích bài của Hoàng Yến Chi Bi. Nhìn anh thì cũng duyệt, tao to thơm to xinh tươi, nên nhìn anh thì cũng duyệt, trông anh như trai đôi mươi, nếu là thật nó rất là chiến mà nó có tức là nét dân gian. Em muốn thu nhập Hoàng Yến Chi Bi về đội của mình. Thu nhập á? Thu hoạch. Thu thập. Vậy thu thập chứng cứ. Cái là thu nhận. Bên lái nha. Không được, mà mình muốn gọi là mời gọi. Kêu gọi. Riêng với con Yến nhá là phải cầm quả trứng Pokemon nha mọi người không? Kéo không? Thu phục nó về. Ở đây mọi người có bao giờ nghe Mai Tân Vy hát bao giờ chưa nhỉ? Em chưa. Em rất thắc mắc không biết bạn Mai hát được. Nhưng mà thấy em hỏi Phong Phanh thì bảo là chị Mai hát là cũng được đấy. Hát được mà. Tại bây giờ như ông Nguyên hôm qua không thấy chị Mai hát. Như hôm qua là mình thấy rất là nhiều chị em không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà hát rất là ok. Đồng Ánh Quỳnh này. Đồng Ánh Quỳnh này nhá. Sao? Gì? Tính là giơ tay Ngọc Phương. Tính giơ tay đó, kêu nhắc không mình. Ok, cái này là nói chân thật, nói thành thật là hát live như vậy là rất là ok đối với lại một người. Thử lên là 2 3. Chẳng thể nói thành lời, chẳng thể nói thành lời. Ok bộ. Có một đột khèo trong giọng nha, có một đột khèo trong giọng nha. Tiết mục của Phước hay quá nhỉ? Ừ đấy. Kiểu nó bất ngờ. Có phải chị bất ngờ bởi vì cái hình ảnh của Phước thì chị chỉ nghĩ là chị bạn là một diễn viên, bạn rất là hài hước các thứ, nhưng mà khi mà vào trong 2 phút mấy đó chị thấy cái sự tập trung và cái sự sắp xếp cái một cái phần trình diễn 2 phút mấy làm đủ trò luôn. Mà rất nét, rất chuẩn cho nên nét cao. Ừ. Cho nên chị cái cảm giác của chị thôi. Và em thấy là cái trực giác của chị Phương quá oách luôn ấy. Tức là chọn ngay và luôn không nhầm. Còn em hơi picky một tí ấy. Không sao. Là cái lựa chọn tính em sợ là ôi nhỡ mình chọn người này thì mình lại miss, lại sai như người khác thì đấy, sao? Có nghĩa là cái tự nhiên của chị em mình mỗi người sẽ khác nhau. Chị đẹp Mỹ Linh phải chờ đến tiết mục thứ 9. Nhưng cái linh cảm của Phương cho Phương thấy là cái người trình diễn và xung phong đầu tiên. Một phần tự tin, một phần cái sự thử thách ở trong đó. Mình rất là đề cao cái tinh thần đấy. Mình tin rằng là làm đội trưởng ấy, thì nó không chỉ có phần trình diễn cá nhân tốt đâu. Đội trưởng là một người phải kết nối người khác này, nhường nhịn này, đủ uy tín để kêu gọi được các cái thành viên này. Nói chung là có nhiều cái phẩm chất mà mình thấy Đốc Tiên có để có thể làm đội trưởng được. Còn những người khác thì mình không biết rõ về họ, nên là cái phần biểu diễn cá nhân có thể rất là xuất sắc, nhưng mà khi mà vào làm đội trưởng thì không biết là họ có còn xuất sắc được như vậy hay không. Ủa,
thông báo nhiệm vụ thành lập liên minh. Xin chào chị đẹp Mỹ Linh và xin chào chị đẹp Thu Phương. Lại là em Trinh Phạm đây. Hôm nay em mang đến đây một tin cấp báo cho buổi công diễn đầu tiên. Ngay lúc này hai chị phải tìm ra hai đội trưởng để kết thành liên minh, cùng đối mặt với thử thách công diễn 1. Nếu đội trưởng chấp nhận lời mời, hãy ký tên xác nhận trên phiếu thông tin. Phiếu mời thành công sẽ được để ở hộp thư ngoài cửa. Em hy vọng là trong lúc này các chị sẽ tận dụng thời gian này để hoàn thành lời mời vào liên minh. Tạm biệt các chị, chúng ta sẽ gặp lại sau nhé. Đấy, câu chuyện của chị em mình làm sao chúng ta có cái sự thuyết phục hoặc là tìm một sự đồng điệu để mỗi chị sẽ có thêm hai đội trưởng nữa. Thì chị đang thích ai? Chị cảm thấy là chị cũng rất là hợp với lại Phạm Quỳnh Anh. À đúng rồi, em thấy chị rơi nước mắt. Người đâu sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đêm khi bằng hồn chỉ hai lối đi. Đúng rồi, tại vì chị thích cái nội tâm đấy. Em nghe nói là Hằng với cả Phạm Quỳnh Anh là khá thân nhau. Okay. Thế là thế thì thân nhau như chị như em ấy. Thế nên là nhỡ họ lại thích về với nhau, nên là không biết là Hằng nó có đồng ý để về với em không, hay là nó lại thích chị. Và em nghĩ là chị Hằng là sẽ muốn liên quân cùng với chị Quỳnh Anh. Đâu có thân đâu. Có. Chúng tôi là gia đình của nhau chứ chúng tôi không phải bạn thân. Chúng tôi mới là không thân nhau. Đúng vậy. Chúng tôi là nợ duyên kiếp. Chúng tôi là kẻ thù với nhau. Em nghĩ là các chị sẽ muốn chung một liên quân nói, với nhau. Nói về Quỳnh Anh thì cái này không biết có được nói với các chị không, nhưng mà mình chia sẻ với nhau. Thực ra nếu mà muốn thử, điểm gọi là thử, thì chị cũng rất là muốn được về cùng với team của chị Mỹ Linh á. Nó sẽ có hai khả năng. Một là mình mời người ta nhưng người ta không nhận. Đấy. Đương nhiên. Đấy, hai là suôn sẻ là như hôm qua là cắp kẹp được luôn. Khi mình đã có trong tay những cái gọi là con át chủ bài á, thì những cái phần khác mình sẽ bù đắp và dễ hơn. Và mình rất là mong rằng cái đội của mình nó sẽ phong phú ở nhiều, mỗi lĩnh vực đều có những cái người khá nhất. Tất cả các chị đẹp tham gia chương trình này đều biết rõ mình là ai, mình muốn gì. Và hy vọng rằng mọi người nếu đồng cảm với Phương hoặc có một điều gì đấy tìm nhau được ở điểm chung, thì mọi người mình có thể về với nhau để làm việc với nhau. Mình ngồi thôi, em một bàn, chị một bàn. Mình ngồi đây kiểu mình đón người ta vào hơn. Ừ thì không sao, chị sẽ quay ra. Hello. Hello anh. Các đội trưởng yêu quý. Vào đây em. Ngồi đâu được chị em đây, một chị trắng luôn. Ngồi đâu được em. Tụi em ngủ tốt dạ. Không? Ngủ hôm qua, được không? Hôm qua muộn thế mà hôm nay đã tươi như hoa rồi. Tụi em đang trôi quá. Bọn chị em đang mình đâu ngủ kinh khủng khiếp. Chị em mình không có một lựa chọn nào cả em ạ. Vâng ạ. Welcome. Chị đẹp mùa 2 là sẽ là như thế. Em phải đi tìm cuốn sổ của em đây. Đúng rồi. Em chào chị ạ. Đang có trách nhiệm nặng nề trên vai. Em chào hai chị. Đây. Đó. Mời chị, mời chị. Bây giờ trời ơi, sao mặt chị có vẻ gì đấy? Không, ý là vui mừng. Không, tại vì là bây giờ đã đạt thuộc về nhau rồi. Em chào cả nhà. Đây là những người đã thuộc về chị này, thuộc về chị này. Chào chị. Sao vậy nhỉ em nhở? Hả? Lại mặc thuộc về chị nào? Trời ơi. Ôi, cùng màu luôn này ơi. Em nói chị nghe, hồi nãy nó mặc bộ khác. Hồi nãy chị ơi, hồi đầu em mặc bộ trắng. Xong rồi em ăn uống dơ giấy quá, cái nó đổ đồ. Em thay đồ xong chị ạ. Chứ không phải là em muốn matching với chị em mà. Em làm sao được? Em đã gặp chị Phương nấu. Đúng rồi, không biết gì đâu mà match. Từ lúc hồi sáng tụi em kiểu nhắn tin cho nhau sáng dậy là hôm nay dress code là black. Không luôn. Không luôn. Bọn chị để tự nhiên xem black như là cái gì. Đó chị. Hello em yêu. Em với Phước là đã đại diện hai chị là hỏi dò bốn chị này rồi. Thế à? Em đi đoán. Đã hỏi dò rồi. Em chị nói thật là em thử cho chị một vài chị cái. Chị nói thật là hôm qua là chị có. Thế là chị Phương nói trước đi. Chị lớn tuổi thì chị nói trước. Chị nói trước. Em luôn luôn như cái câu mà kính lão đắc thọ là vậy đó. Là chị thấy là mà chị cũng chỉ thấy mặt trời trước em được có 2 năm, 3 năm thôi mà. Có bao nhiêu? 3 năm nó là 1.000 ngày ấy chị. 3 năm nó là 1.000 ngày ấy chị. Thực ra lúc nãy bọn chị nói chuyện với nhau rồi thì bản thân chị cảm thấy trong quá trình mà khi xem mọi người trình diễn cái phần solo, chị thực sự xúc động và chị rất là đồng cảm ấy, là Phạm Quỳnh Anh là chị rất là thích. Đúng rồi. Mình thấy là người này có tâm huyết. Cái cách mà Phạm Quỳnh Anh thấu suốt qua những cái tâm tư tình cảm của mọi người thì Phương cho là cái đấy cũng là một trong những yếu tố sẽ có nhiều đồng cảm hơn. À, người chị của tôi không gặp nhau nhiều nhưng chị Phương cũng có sự cảm nhận rất là chính xác về Quỳnh Anh. Bản thân chị cũng là một người rất là sâu sắc, rất là deep luôn. Và hai chị em khi mà có những cái
cái suy nghĩ giống nhau như thế mà về với nhau thì có nghĩ rằng là sẽ tạo ra rất là nhiều những cảm xúc tuyệt vời. Từ phía em thì nói chung là chương trình này có bất kỳ biên bản không trời? Biên bản khóc lóc giống như anh trai không vậy trời? Dễ xúc động lắm. Không, chị có quyền khóc, không sao chị. Không, nhưng mà không nên khóc nhiều quá, khóc nhiều quá nó cũng hay. Nhưng mà thật ra thì bởi vì là cái câu chuyện là vì sao mà em muốn giải thích là cái việc mà em chọn về chị Phương. Vì giữa hai chị em mình có những cái ân tình rất là lâu rồi. Từ 2016. Chị rất là thấu hiểu. Chị rất là thấu hiểu điều đấy. Từ 2016 là có cái một cái dịp mà công ty của em mời chị Phương hát trong live show của Sơn Tùng. Thì từ đó hai chị em biết nhau từ đấy rồi. Trong cái suy nghĩ của em là cuộc đời sự nghiệp của mình có một cái kỷ niệm hoặc một cái dịp nào đấy mình có thể hát với chị. Thì em không nghĩ đó là cái bây giờ. Cho nên là khi mà có cơ hội thì em nghĩ là em muốn làm cái điều đấy luôn. Dạ. Tuyệt vời. Và chị em mình chắc là sẽ nhiều cảm xúc. Thì đấy, đúng rồi. Chị em mình đi đến tận cùng. Đó. Đó mọi người sẽ, có hỏi sẽ, chị ấy, sẽ, nếu như mọi người về đội sẽ tình với nhau. Cái cảm xúc. Mà chị em mình nhiều cảm xúc quá thì sao? Đó. Chị nói thì đâu có sao. Khi đi đến tận cùng hết rồi thì chúng ta sẽ thấy là nỗi buồn đẹp rực rỡ như những đóa hoa còn gì nữa. Các em yêu. Cô thấy là Yến ở tận Hà Nội vào đây mà Yến kết bạn được với tất cả những cái người ở đây mà thành một cái nhóm bạn thân thiết như thế thì Yến phải như thế nào thì người ta mới có thể yêu quý và đón nhận Yến theo một cái cách như thế. Nên là cô rất là muốn được làm việc với Yến một lần sâu hơn ấy. Yến có một cái nhóm bạn mà mình đang rất là muốn thu phục. Mie nhá, Misty này, Bộ Hoàng. Nếu mà mình đến thuyết phục bạn ấy chưa chắc bạn đã nghe. Nếu mà có được Yến là cái cầu nối để đến với cái giới trẻ bên đó ấy, thì mình nghĩ sẽ là tốt. Để cô được biết thêm những cái phần đó của Yến. Nhưng mà giải bày dài, bởi vì nhỡ nó ngại, nó bảo hồi trước cô đã từ chối con một lần, bây giờ nhỡ con về đội cô, cô lại từ chối con nữa thì sao? Tất cả những cái gì mà cô suy nghĩ thì cũng đúng là những cái gì mà... Nếu mà có bất cứ một gì mà cô làm cho Yến hiểu sai là cô xin lỗi Yến. Không gì đâu chị ơi, em thấy cái này là thần giao cách cảm rồi. Cô suy nghĩ về cái đợt đấy nhiều lắm ấy, sau đến mấy năm cô vẫn còn nghĩ. Cô không biết là cô đã làm một cái việc sai hay như nào với Yến hay không. Thật. Dạ không, con nghĩ tất cả mọi thứ xảy ra là đều đúng là phải xảy ra như vậy cô ạ. Bởi vì khi mà đâu là mình trưởng thành, mình lớn hơn rồi thì con nghĩ là tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả. Nhưng rõ ràng đến bây giờ nhìn lại thì con đã tốt hơn rất nhiều. Con vẫn theo người, con vẫn đam mê, con vẫn nhiệt huyết. Và cô vẫn là người mà truyền cho cảm hứng cho con rất nhiều ở thời điểm đấy. Đến bây giờ thì con có thể là vẫn theo nhiều ca sĩ chứ không phải ơn là cô. Mọi thứ mà đến ngày đến giờ đúng không ạ, đúng ngày đúng giờ thì mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết. Happy lắm, bởi vì mình thấy như là tất cả mọi thứ ở quá khứ còn có một chút lăn tăn hay là có một chút ái ngại gì đó thì mọi thứ được hóa giải và hai cô trò gặp lại nhau ấy với một cái sự happy. Mình cũng rất là vui vì cuối cùng là sau 11 năm thì bọn mình đã vẫn cầm tay nhau để bước vào một cái cuộc chiến mới, cuộc thi mới mà vẫn tin tưởng nhau. Các chị em đội trưởng có ngồi nói chuyện với nhau thì các chị em cũng bảo là thực ra là riêng với cái trường hợp của em thì vào đội của chị nào thì cũng được, 50-50. Và em thì cũng thấy là cả hai chị, kể cả chị Phương hay là chị Linh thì đều là những cái chị đại mà ở trong mùa trước thì rất là có dấu ấn ở trong chương trình. Nhưng mà theo như cái viết của em ngày hôm qua thì vì là em đã từng làm việc với chị Thu Phương và chị em mình đã làm việc với nhau một thời gian rất là dài, rất là hiểu nhau luôn. Đúng rồi. Thì với cái chương trình Chị Đẹp này thì em lại muốn là em thử làm việc với chị Mỹ Linh xem sao, vì em chưa được làm việc với chị bao giờ. Về việc mà làm việc với cả chị Phương thì đúng là hai chị em đã từng làm việc với nhau rồi, nhưng mà tính chất của cái cuộc thi mà đợt mình tham gia lúc mà hai chị em làm việc với nhau ngày trước ấy là nó khác hoàn toàn so với cả chương trình Chị Đẹp. Ngược lại của cái chương trình này thì nó lại là phải quên hết tất cả cái thế mạnh đi, bây giờ vào đây là phải dám thử, dám chơi, dám những cái mới. Phương đoán không sai, cá nhân của anh cũng có suy nghĩ đấy, nhưng cũng không sao, là bởi vì lúc đó mình chỉ nghĩ rằng mình muốn gì thì mình nói. Đương nhiên, ca nương Kiều Anh thì chị đã rất là hiểu giọng hát của em. Chị biết là tất cả những cái gì mà trong quá trình bao nhiêu năm nay em đã tích lũy được và cái khả năng đặc biệt của em.
cho nên chị rất là mong muốn chúng ta lại chúng ta có thể làm tiếp. Việc đúng rồi, và bởi vì chúng ta đã đi qua thêm nhiều rất là nhiều những cái trải nghiệm rồi đấy. Sáng nay bọn em có một cái case nữa, đấy là bọn em đoán là chị Minh Hằng sẽ về với đội của chị Phương để cho bọn em được xem cái màn battle giữa hai đội trưởng là Minh Hằng với Tóc Tiên. Wow. Đấy, chị Minh Hằng ở một bên, chị Tóc Tiên ở một bên mà xem cái màn PK của hai cái đội trưởng đấy thì cứ xem nó tuyệt lắm luôn ấy. Nói gì nói giữa Hằng và Tiên cũng có một chút gì nó rất là cùng màu với nhau. Đúng. Chị lại thấy là Hằng với cả Tiên không hề trùng nhau. Tiên, cái thế mạnh của Tiên đúng là có thế mạnh, nhưng mà nó lại không trùng với Hằng. Vì hôm qua chị xem phần của Hằng nó hoàn toàn là performance, thì nó lại cái kiểu diễn rồi là kiểu như kiểu hơi Broadway á. Thì Tiên lại không làm cái đó. Tiên lại sẽ là mạnh mẽ nhảy này kia, nên là hai bạn nếu có về cùng đội với chị cũng không trùng nhau. Tiên có làm chứ chị. Tiên có làm chứ chị. Mà hôm qua Tiên làm cái khác thôi chứ không phải là Tiên không có làm cái đó. Chị xíu nha, cho Tiên khẳng định là nhà bốn sân khấu Tiên làm được hết nha chị. Chị không sợ ngạc nhiên về điều đấy đâu, chị nghĩ là Tiên sẽ làm được hết. Em vẫn chưa biết là chị Hằng sẽ pick cái gì trong bốn cái sân khấu ấy. Đúng cho rồi. Nên cũng chưa chắc là cái chị Hằng pick, cái sân khấu chị Hằng pick là nó PK hoặc là nó battle gì với cái sân khấu của em pick. Bản thân em cũng chưa chốt chút là sẽ chọn cái gì. Cho nên là cũng có thể là cùng màu nhưng cũng có thể là hoàn toàn là khác. Đúng màu rồi, nhau. Chung một team nhưng mà thật ra là mình cũng sẽ mỗi một người sẽ handle một cái concept mà. Tại vì đây là đội trưởng mà, chứ có phải là đúng, phải đúng, diễn với nhau đâu, hoàn toàn là hai tiết mục mà. Bây giờ là chị Hằng đấy, bởi vì là như em thì nếu mà chị nói là chị muốn switch sang đây thì em sẽ sẵn sàng sang bên đội chị Linh, còn nếu mà không thì em về đội chị Thu Phương hoàn toàn happy. Cát Nương Thiếu Anh cũng là một nhân vật rất là hay và sáng tạo. Và nếu mà mình cộng tác với Cát Nương Thiếu Anh thì mình cũng sẵn sàng thôi. Nhưng mà nếu mà mình thích thì mình vẫn thích mình à? Sao? Khúc này nó cứng cứng với ba mà không vậy ta? Hay tại phòng nó lạnh thôi? Phòng nó lạnh thế gì? Đấy, thế là quyết định là ở chị đấy. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Không, thực ra thì em thì em quan trọng là năng lượng á. Tại vì thật ra là em cũng lần đầu tiên tham gia chương trình thì em rất là muốn có một cái chương trình nó hay. Mà em là người năng lượng phải tìm đúng ra đúng cái lông mạch á. Đúng rồi. Thì mới có thể khơi em được. Tại vì thật ra là em là cũng hướng ngoại nhưng mà không phải lúc nào là em cũng dễ cởi mở. Mình nhìn thấy Hằng băn khoăn. Nhưng nếu mà lúc đấy mà mình chỉ bảo là thôi để tùy Hằng, Hằng sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, thì khả năng là Hằng sẽ về đội chị Phương. Nên là mình đã không chọn cách nói đó. Chị vẫn giữ quan điểm là chị rất là mong muốn Minh Hằng về đội của chị. Mình đã gửi cho Hằng một cái thông điệp bằng một cái câu nói như thế để Hằng thấy rằng là chị Linh tha thiết muốn Hằng về. Lập tức Mỹ Linh không cần suy nghĩ nhiều, tại vì khi Hằng xem mùa 1 á, Hằng đã rất là thích chị Mỹ Linh rồi. Em nghĩ là chị Linh sẽ có thể làm cho em cảm thấy là nâng lên được cái cảm xúc. Còn chị Phương thì rất là sâu sắc, rất là từng trải, rất là kể chuyện. Thì em sợ em vô với chị là hai người mà ngồi kể chuyện luôn. Tại vì em là cái năng lượng đó thường xuyên. Chị không tin, chị hỏi Phước đi, cái ngày hội ngồi em cứ ngồi vậy nè. Cái Phước kêu cười lên, chứ chị không cười là chị như cái chùa vậy đó. Như cái chùa Thái Lan vậy đó. Thì em rất là sợ nếu như mình vô một cái chương trình bắt đầu hiểu mình, bắt đầu hiểu mình thành cái chùa Thái Lan mà bông tai vàng vẫn vàng như cái chùa Thái. Thì thật ra là khi mà mình tham gia một cái reality show thực tế thì cái năng lượng á, em nghĩ nó quan trọng hơn. Dĩ nhiên là mình tham vọng là sẽ có chị Minh Hằng vào để cho team mình nó có cái sự vững chãi hơn. Nó giống như là tất cả cái nguồn năng lượng nó sẽ tập trung lại cùng với nhau vì nó match được với nhau. Cho nên là rất là vui khi mà chị Hằng về với đội team của chị Mỹ Linh. Chị em mình ngồi đây là thực ra chỉ có 8 người mà bên ngoài kia còn nhiều lắm. 22 chị đẹp nữa. Thế cho nên cái sự kết hợp của chúng ta nó sẽ rất là nhiều màu sắc. Nó không phải là như thế này đâu. Đấy, cho nên chị hoàn toàn tin là cái tín hiệu đầu tiên, cái cảm giác đầu tiên khi chúng ta về với nhau thì chúng ta chỉ cùng với nhau làm sao làm tốt nhất có thể và phát huy tối đa cái thế mạnh của mỗi người. Chính xác chị ạ. Và cộng hưởng với những chị đẹp ngoài kia nữa. Dạ đúng, chính đấy, xác. Cho nên là nhất trí. Nhất trí. Mọi thứ đã được chúc mừng đó. Là chị muốn em yêu, em ký tên vào. Đó. Em là đầu tiên của chị rồi. Đó. Bởi vậy lất lặn nãy chị ngồi đây là chị đã hát hai em là chị hát hò các kiểu rồi. Chị nhớ lại mãi bài rơi lúc đầu tiên em đã hát rồi. Nhưng mà chị ơi, đợt này là phải khai thác thêm nhiều nha chị nha. Em nhảy được nha chị. Thậm chí tất cả em muốn nhảy này, nhưng mà có một cái mà đội chị Phương là yên tâm ấy, đấy là chị Phương cực kỳ update những cái mới luôn, tức là bài hát và các thứ này kia là update lắm. Đương nhiên thì chị nghĩ là cái đấy không sao, chị em mình sẽ cùng bàn cùng làm việc với nhau. Ai cũng có kinh nghiệm, ai cũng có trải nghiệm hết rồi và chúng ta cũng đều biết là chúng ta cần phải làm gì.
đó. Quan trọng là chúng ta phải dành chọn tất cả cái thời gian với lên nhau. Cố gắng lên nhá các chị em nhá. Yes. Hai chị hoặc là chị đen hoặc là vô cổ. Thôi em không vô cổ đâu, vì em vô cổ nhiều thì em không muốn cưới chị. Bây giờ này mình nói cái việc đó hơi sớm. Bây giờ mình đợi có đề bài đúng không? Nghe bài. Mình nghe bài. Xong bởi vì bọn em, bởi chị để các em chọn trước. Xong mình sẽ bàn nhau thế cái nào mà bọn em cứ thấy cái nào thế mạnh nhất là được. Còn chị đã tham gia mùa 1 rồi. Mùa này là nhiệm vụ của chị chỉ là support. Không, chị làm gì mà là giỏi đến mức hướng dẫn được em. Đây là chị nói như thật. Chị không hướng dẫn được bọn em mà chị chỉ truyền cái cảm hứng. Và nếu bọn em mệt đi là chị sẽ đi mua đồ ăn các thứ. Vì sẽ mệt, sẽ nản sẽ... Đúng. Em biết là em biết sẽ có lúc này. Các em yêu của chị nhiều nhất nào. Vô. 1, 2, 3. Họ cầm tay nhau rồi kìa. Câu 2, câu 3 nhiều. Đây, đây, đây. Cầm đi chị. Em đang cầm cho dù hình thức và thử thách như thế nào thì mình vẫn cố gắng làm sao có những cộng sự, những đồng đội chân thành mà về với nhau đúng nghĩa. Cuối cùng thì mọi thứ đã đều như là Phương nghĩ. Trong một cái tờ giấy gửi vào trong chương trình, mình có viết là please be kind to me and my team, như kiểu một lời nguyện á, vào không chung. Nên là cho đến giờ phút này, những cái thứ của mình cũng cứ như là được sắp đặt. Nên mình tin tưởng là mình vẫn đang được thương yêu. Comfort mẫu đơn chiếu xa, nét hương hoàn thiện phong cách. Chị đẹp đạp gió 2024 tháng 10 này trên VTV3 và hệ thống YouTube Gia Oanh.